Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC với chủ đề thảo luận liên quan đến vấn đề đào tạo trong doanh nghiệp. Vâng, lúc nãy thì chúng ta bàn về việc cần thiết của vấn đề đào tạo trong doanh nghiệp. Như vậy thì làm thế nào để đánh giá đúng cái nhu cầu đào tạo, tức là đào tạo cho ai, đào tạo nội dung gì, lên kế hoạch ra sao, thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Để thực hiện cái việc đào tạo thì việc đầu tiên chúng ta phải xác định cái nhu cầu đào tạo. Nhu cầu đào tạo của một cá nhân hay nhu cầu đào tạo của một doanh nghiệp đều cần phải làm rõ ngay từ đầu. Tức là chúng ta phải tùy thuộc vào năng lực của cái người cần đào tạo này ban đầu, về quy mô của cái tổ chức này, đúng không ạ? Rồi tùy thuộc vào cái khả năng về tài chính của họ nữa, rồi tùy thuộc vào các cái kế hoạch phát triển của họ. Và từ những cái khảo sát ban đầu như vậy thì mình sẽ cùng với doanh nghiệp xây dựng cái chương trình đào tạo cho họ. Tôi lấy ví dụ như là thông thường trường tôi thì chúng tôi vào tháng 12 là chúng tôi bắt đầu gửi cái chương trình mà đào tạo cho các doanh nghiệp để họ góp ý và họ chủ động thảo luận nội bộ với nhau. Từ những cái kinh nghiệm đào tạo những năm trước thì họ sẽ đặt ra các cái yêu cầu là cần đào tạo gì cho năm mới. Và sau đó thì trong tháng 12 họ chuẩn bị thì đầu tháng riêng ấy, là mình có thể làm việc một cách tương đối chi tiết với họ. Mình xác định việc gì họ sẽ tự đào tạo và việc gì thì cần đào tạo bên ngoài. Thế như vậy là phải có một cái kế hoạch làm việc và có một cái mục tiêu cụ thể, đào tạo gì, đào tạo cho ai, tại sao phải đào tạo, khi nào đào tạo và cái phương pháp đào tạo như thế nào. Thì cái việc đó thì sẽ giúp cho chúng ta có được một cái kế hoạch rất là cụ thể và đáp ứng cái yêu cầu của doanh nghiệp. Liệu có sự ưu tiên nào không? Ví dụ như là đào tạo cho cấp quản lý trước, hoặc là đào tạo cho nhân viên, hoặc là đào tạo một lúc mà tất cả mọi người trong công ty, hay là như thế nào khi mà chúng ta lên kế hoạch? Có một cái ví dụ này, cái so sánh này tôi thấy cũng rất là hay. Có nghĩa là gì? Một cái cốc sữa tươi á, nếu như mà anh để bình thường, anh không làm gì nó, thì trong 4 tiếng là nó bị chua và bị hư rồi. Thế còn kiến thức của người ta cũng vậy. Tại vì kiến thức là những gì đọng lại trong não mà người ta cần hiểu và nhớ, và nếu một thời gian nó sẽ quên đi. Cho nên là bất cứ ai trong doanh nghiệp, từ các cấp độ quản lý, cấp cơ sở, cấp trung và cấp cao đều phải đào tạo. Tuy nhiên là tùy cái các cái cấp độ khác nhau, tùy các cái yêu cầu mục tiêu thì mình có thể thiết kế các chương trình khác nhau. Tôi lấy ví dụ như ở công ty chúng tôi có một cái thống nhất với nhau là quản lý cấp cao thì một năm ít nhất là phải dành 40 tiết để học. Thế quản lý cấp trung thì phải đảm bảo được từ 40 đến 60 tiết. Đấy. Thế nhưng mà cấp cơ sở thì cao hơn, có thể 60 đến 80 tiết. Như vậy thì mình xác định ra, và như vậy tất cả các cấp mà quản lý trong doanh nghiệp đều phải đào tạo. Và đào tạo thì bao gồm đào tạo chuyên môn về kỹ thuật và đào tạo về quản trị. Theo như kinh nghiệm của anh Tuấn Anh tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp thì anh thấy khi các doanh nghiệp xác định nhu cầu đào tạo đó, họ thường gặp những khó khăn như thế nào? Ở đây thì khi mà cái cách của chị Hằng nói là một cách rất là chuẩn. Thế thì trong cái mà là kinh nghiệm của tôi thì từ tôi quan sát thì nó có một cái câu chuyện là nó hơi khác một chút. Tức là như này, tức là thực sự ra thì đào tạo trong một doanh nghiệp thì nó có hai phần rất là chính, đó là phần về kỹ thuật, tức là những cái phần về chuyên môn thì chúng ta không bàn, tại vì cái đấy thông thường một doanh nghiệp sẽ hiểu rất là rõ là chúng ta chuyên môn cần cái gì. Thế còn cái phần thứ hai là tôi tạm gọi đó là cái phần mà đào tạo phát triển của con người. Thì cái ý của tôi thì khác chị Hằng một chút, tức là chúng ta mà muốn lớn thì muốn tốt thì chúng ta cứ làm đúng theo những cái gì mà tốt ở trên thị trường. Tức là chúng ta không cần phải quan tâm lắm về vấn đề chi tiết, vấn đề kế hoạch. Chúng ta liệt kê ra là có những chương trình gì chúng ta phải làm. Thế thì tôi tổng kết có một số những chương trình phải làm như này. Thứ nhất đó là chương trình đào tạo kỹ năng cho nhân viên trẻ. Cái thứ hai là cái chương trình đào tạo cho nhân viên tiềm năng, tức là những bạn mà sẵn sàng chuyển lên vị trí trưởng nhóm và vị trí quản lý. Và tiếp đến là cái chương trình đào tạo cho cấp quản lý, cấp trưởng phòng, cấp giám đốc chi nhánh. Và trong những cái năm gần đây ấy, thì cái xu hướng tự học, tự đào tạo rất là quan trọng. Thì tôi có một cái bổ sung thêm, đó là cái mà chương trình thứ tư, tức là dạy làm sao cho họ quản trị cái bản thân của họ. Tức là làm sao để cho họ tự phát triển bản thân, tức là nhấn mạnh về cái chuyện là tự đào tạo. Thế thì trong bất kỳ một cái công ty lớn nhỏ, chúng ta đều phải có 4 cái cấp đấy. Thế thì nếu như mà công ty lớn thì chúng ta có cái trường đào tạo như là trường An Đức của chị Hằng là đứng ra thực hiện. Thế còn những công ty nhỏ thì sao? Thì cái cách đơn giản nhất đó là chúng ta tích hợp 4 cái tôi vừa nói vào trong những quyển sổ tay.
như là chúng ta nói lúc thời gian đầu. Và cái thứ hai nữa là chúng ta, một cái rất là đơn giản là bây giờ cái tài liệu có rất là nhiều. Ví dụ những cái chương trình như là của FBNC, ví dụ những cái sách vở, rồi YouTube, Google là những thầy giáo, thì chúng ta phòng nhân sự đứng ra để xác định xem là, à tức là tôi chọn là những cái gì tài liệu và tôi chuyển vào trong công ty để cho các bạn tự học, tự phát triển. Và tiếp đến nữa là chúng ta có thể có tiền thì chúng ta sẽ gửi ra bên ngoài. Và cái người đi học, ví dụ như một anh trưởng phòng bán hàng học về cái kỹ năng bán hàng, thì anh về thì giống như là chị Hằng vừa nói, là anh phải có trách nhiệm, anh ấy đào tạo lại, anh dạy lại, hoặc là nếu không anh xem trong cái quy trình bán hàng anh học mới đấy có cái gì hay, anh tích hợp vào trong quyển sổ tay bán hàng. Thì nó có rất là nhiều, tức là cái quan trọng đây là chúng ta xác định là chúng ta phải làm 4 mức, và tùy vào cái tiền, tùy vào cái kích thước của công ty chúng ta sẽ có những cách triển khai một cách phù hợp. Không nhất thiết phải là đứng ở trên lớp. Thực chất thì việc thuê những cái tổ chức bên ngoài để đào tạo thì tốn kém chi phí, nhưng không phải doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa nhỏ nào cũng có khả năng tự đào tạo. Như vậy ở đây khi một người chủ doanh nghiệp mà quyết định là mình sẽ mở những lớp đào tạo cho nhân viên của mình, và họ cân nhắc như việc là đi thuê ngoài hoặc là chúng ta sẽ có những chương trình tự đào tạo, thì ở đây họ sẽ nhìn vào những cái yếu tố gì để quyết định? Ở đây thì tôi nghĩ rằng nó có một cách này, tức là chúng ta phải liệu cơm gấp mắm. Tất nhiên thì gọi là cái tuyệt vời đó là chúng ta mời một cái người giảng viên bên ngoài rất là đến dạy, thế nhưng mà tốn chi phí rất là nhiều. Thế thì nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta đợi đến khi chúng ta có đủ tiền được. Thành thực ra chúng ta hãy cứ bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, tự đào tạo, hoặc là đến tiếp theo chúng ta gửi các cái bạn đi học ở những cái trường thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều. Ví dụ như gửi sang trường của chị Hằng học về quản lý thời gian, học về quản lý bán hàng. Thế sau đó chúng ta có cái bài giảng đấy, chúng ta về, chúng ta copy ra, chúng ta đưa cho toàn bộ tất cả các bạn khác. Và nó cứ theo cái phát triển của công ty, đến cái lúc nào đó thì chúng ta mới đủ tiền, chúng ta mời cái giảng viên ở bên ngoài vào. Tức là chúng ta không thể đợi được đến cái lúc mà chúng ta đủ tiền để chúng ta làm, bởi vì kinh doanh không thể đợi được. Mà các bạn hãy cứ làm những cái nhỏ đi, chúng ta cứ làm từ từ lên, và đến lúc nào chúng ta đủ tiền chúng ta sẽ mời vào. Theo chị Hằng thì có cần thiết phải lập ra một bộ phận riêng chuyên về đào tạo trong công ty hay không, hay là mình có thể kết hợp với bộ phận nhân sự chẳng hạn, hoặc là hành chính văn phòng chẳng hạn? Ngay từ khi cái công ty nó còn ở quy mô nhỏ đó, thì trong một cái công ty, một cái doanh nghiệp, thì tôi tin là nó sẽ có rất là nhiều cái nhân viên, nó sẽ có nhiều cái trình độ khác nhau. Tôi lấy ví dụ như trong một cái công ty mình tuyển, mình có một kỹ sư cơ khí, hoặc một kỹ sư hóa, hoặc một kỹ sư, một cử nhân về quản trị kinh doanh, thì mình đặt ra họ một cái yêu cầu cho họ. Đấy, tức là đặt cho họ là cái chỉ tiêu, cái mục tiêu cụ thể là đây, tôi cần cái đào tạo quy trình này, hay là cái kiến thức này hoặc kỹ năng này, thì mọi người chuẩn bị cho tôi cái chủ đề đó. Thế thì bản thân họ phải đọc tài liệu, họ xem lại những tài liệu đã học trong đại học, rồi họ đọc các cái tài liệu mà sẵn có, hiện nay nó rất là nhiều. Thế thì họ lựa chọn, họ viết ra. Đấy, thì tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm mà chúng tôi làm mà tôi thấy nó rất là hay. Bởi vì học hỏi là học lẫn nhau, học giữa đồng nghiệp, học giữa cấp trên, học bên ngoài. Cho nên là ví dụ như mình đặt ra cái chủ đề là ví dụ như trong quý 1 này, chúng tôi cần biết cái kỹ năng về đàm phán. Thế thì mọi người sẽ cùng chuẩn bị các cái nội dung đó và cùng trình bày, mọi người chia sẻ với nhau. Cảm ơn chị rất nhiều, và chúng ta sẽ tiếp tục sau phút giải lao. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những góc nhìn của các vị khách mời liên quan đến chủ đề đào tạo trong doanh nghiệp. Chúng tôi rất mong quý vị góp ý và chia sẻ góc nhìn của mình bằng cách truy cập vào trang web đồng tiền thông minh fbnc.com hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh để chúng ta tiếp tục có những cuộc thảo luận đa chiều về chủ đề này. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút giải lao.